Ly, bà đừng có ở nhà nha. Để con về con nói ổng là không có gặp bà. Không gặp thì làm sao lấy phép của bà được. Bà nhớ nha. Ta mà phải trốn nó sao? Đồ yêu nghiệt phản bội, ta giết nó chứ ở đó. Giờ ngươi muốn gì? Con cóc kia. Dạ, con muốn đưa mẹ con đi trốn. Nhưng mẹ con bị ổng miếng bùi gì đó. Ông hỏi chi là khai hết trơn à. Ngươi phải trốn một mình, rồi kiếm cách đó quay lại cứu mẹ ngươi. Nhưng ổng biết mẹ là mẹ con rồi. Con trốn ổng hại mẹ con thì sao? Không có sao. Mẹ ngươi vẫn bị ếm bùa thì vẫn là tay sai của nó. Nó không có hại mẹ ngươi đâu. Ngươi đi đi, kiếm cho được cây vạn tuế, rồi dùng cây gỗ đó làm cái lưỡi rìu đánh nó mới chết. Cây gỗ vạn tuế, nhưng mà gỗ sao giết được yêu tinh? Thì trời đất ơi, cây gỗ đó sống được 10.000 năm rồi, còn nó thì chỉ mới sống được có mấy trăm năm thôi. Dạ con cảm ơn bà. Nè, muốn thoát thì mẹ ngươi hỏi đi đâu làm gì, tuyệt đối không được nói, nghe chưa? Dạ. Đi đi. Con đi nha. Bà ơi, nước sôi kìa bà. Mình phải trốn nhanh rồi tìm cách trở lại để cứu mẹ. Nước sôi. Nước sôi.